Không, một nick này, con nick này đã chuẩn đấy, một tuần lên siêu sao. Một tuần lên được. Chuẩn đấy. Coman một bàn 20k, xin cái nhẹ, xin nhẹ 20. Xin nhẹ 20. Hello mọi người nhá. Đặt cái tên gì bây giờ anh em nhỉ? Anh em suy nghĩ tôi cái tên cho nó. Tao xúc tần. Tên huấn luyện viên hợp lệ. Tên huấn luyện viên hợp lệ mẹ tôi. Yo, chân đèo. Mê luôn mà nghe của nghe của mê luôn. Đầu tiên nhá, hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái nick mới. Cái gì mà đào tạo cơ bản nữa. 2000 years later. Rồi, cuối cùng nó chịu dừng lại rồi. Tôi sẽ tự đi lên bằng đôi tay của tôi. Tôi sẽ tự gọi là cày chay. Sẽ đi dành cho anh em cày chay cho đồng cảm với cày chay phát. Mình phải cày chay thì khi mà anh em cày chay, người ta hỏi mình, người ta tương tác mình thì mình mới biết, mình mới đồng cảm, mình mới trả lời được đúng không? Đó. Cho nên là cách tốt nhất để hiểu anh em đó là làm đúng như cái việc anh em người ta đang làm thì mình mới hiểu người ta được. Bây giờ với 1000 từ bây giờ làm gì để có tiền nhỉ? Từ đã, bây giờ làm gì để có tiền nhỉ? AE kênh chat dự đoán series này sẽ kéo dài trong bao lâu? Tôi dự đoán trước nhé. Đến FO5, lại đến FO5 à? Vào nâng cấp điện thoại nhận nhiệm vụ à? Nâng cấp điện thoại nhận nhiệm vụ. Patco đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Patco nha. Say me name. Patco, nhận nhiệm vụ đâu? Nhiệm vụ đâu ta? Sao không có nhiệm vụ vậy? Đó. Đây à? MC bán đội hình nhận nhiệm vụ đã donate cho okay, Tabi 10.000 đồng. Rồi ok, chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên. À, Felix thì tôi không tin tưởng. Mason Mount đã đi rồi. Kante sẽ đá ở giữa cùng với Enzo. Trận đầu tiên lên quả siêu sao. Hứa nick này nha, hứa với anh em nha, toàn thể tất cả anh em đang đây nhá, nick này lên siêu sao tôi mới nghỉ. Đá để lấy được cái sự công nhận của anh em, cái sự thừa nhận của cộng đồng. Đấy, với tôi là như vậy, sự thừa nhận. Quang Zemani này mà cứ bảo máy à, có Quang Zemani như này mà anh em là bảo máy à? À? Quang Zemani này. Ôi thằng này dễ máy thật. Hải Phòng đã dễ máy thật đấy. Cho Tabi 10.000 đồng. Thôi gặp may quả bốt, quả này bốt rồi. Quả Zemani này. Ôi. Ôi sao nó không hiện bình, đúng bốt rồi. Bốt thật. Trận đầu tiên thường là gặp bốt nhưng phải đá xong mới hết rồi. Phải đá một trận gặp bốt á. Nhìn quả lối đá này đúng bốt rồi, không thể khác được. Enzo. Trông O3 trông đần độn điên luôn, trông quả O3 này đần độn điên luôn đấy. Khó trượt. Bóng này. Khó mà trượt. Ca vật. Không, mấy trận không đến đâu. Không đến đâu. Thoát 3 game kiểu gì cũng gặp bốt mà anh em. Đá để lấy tiền đã, mua cầu thủ đã. Kiểu gì cũng phải đá với bốt 1-2 trận. Thắng thầy mọi người nói em dùng võ bắt nạt bot mà thắng xong thì e ra gãy. Đây rồi. Toàn em ngại lắm ca chịu đờ si đâu thầy. Đây rồi. Bây giờ nhá. Bây giờ tôi mới được gọi là đá với người đây. Bây giờ mới được đá với người này. Nào. Ra một con OVN 100 đi cho phấn khởi à. 100 nhất vào đội luôn này. Đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Mở cái gói này con Jamin được sợ, mở cái gói này mà vẫn còn Jamin ảo ma Canada. Fletcher. Nhớ cái tên này nhá, nhớ cái tên Fletcher nhá. Fletcher. Thì Scotland Fletcher. Giám thị nê cả chế trà Fletcher đã donate cho Tabi. Rồi đây gói này ngon. Thầy vào sự kiện nâng cấp huyền thoại xe sự kiện được một lượt miễn phí, làm nhiệm vụ một trận thắng được thêm một lượt. À, thế là hai lượt. Sự kiện truy tìm cúp vàng làm nhiệm vụ với xe được 5 lượt chơi nữa thầy. Ủa. Còn thằng nào bảo thấy đá ngu thì va nhẹ cái. Không. Đội hình ca quan trọng. Không. Nó ở cái trình. Không va nhá. Xuân Linh đã donate. Không va nhá. Nó phải phù hợp với tôi. Nào. Rồi, Enkitike. Quay một lượt free à, quay. Miễn phí được xem được cái gì không? Ôi giời ơi. Cộng 8. 503 đã donate. Cộng 8 này. Tabi 10.000 đồng. Tiền 500 triệu được rồi. Được rồi. À 900 triệu à. Mang về phải là quẩy chăn đồ lên quảnh nền luôn mà, chăn đồ lên quảnh nền những xét sủng giật. Xét sủng giật thế hả? Ủa hỏi gì nó quay cái tay con người đầu có điện luôn này. Ôi đầu có điện luôn. Cái gì cập nhật tiến độ chia sẻ nhận lượt, chia sẻ cái. Đó. À, cái gì nhỉ?
ủng hộ channel channel tại FV ESCC. Chúc người anh của tôi sẽ lên ngôi tại giải đấu này. Cập nhật tiến độ giúp tôi. Rồi. Mở qua. Icon. 100 triệu, thế là có 1 tỷ rồi đấy, thế là có 1 tỷ đúng không? Thế là có 1 tỷ đúng không? Thế là mình có 1 tỷ rồi. Ôi nhanh mà. Ui cái cày chay tôi thấy ngàn mà đúng không? Nâng cấp huyền thoại. Xe cái nâng cấp luôn à? Ok ok, nâng cấp này. Fan MC đội hình BMU đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Văn hay chữ tốt nhưng chế độ Pravit. Evan này hay, không hút máu tí nào để chỉ mình tôi. Ok. Ok, nhận lượt thành công. Alex Bum đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Donate cho thầy lần đầu cũng là lần cuối. Lại dành cho thầy một táp vừa nằm vừa nghe thầy nói liên tục thầy nhé. Cảm ơn Alex Tabi cầy chay. Cảm ơn Alex. Ông thầy khổ cái sở. Cái gì đấy? Cảm ơn Alex Bum nhá. Nhầm mic á? Đang nhập lại nhầm mic à? Ôi, viết chia sẻ các kiểu tôi cuối cùng nhầm nick. Rồi, đẹp rồi đấy. Đẹp rồi. Lại tiền xong mới tặng được tiền nữa ta. Ôi, mới tặng được tiền mà không được mấy cái thẻ này à? Ui, nào. Ui, có con GK thôi, được rồi, là kiếm con GK vậy. Đây rồi. Đây, đầu tiên. Min. Cày chay mà anh em, cày chay. Đen rồi đâu, đấy, thành tích ngay thấy chưa, mua được cầu thủ đầu tiên. Đấy, bà Lăng. Tiền vệ trụ Kim Mix tin chuẩn. Lì thế nhỉ, quả thế anh lì lợm thật. Con vợ này lì lợm thật. Kim Mix. Thấy chưa anh em, tôi đã bảo là Westcool trá hình mà. Không Westcool đâu. Tâm sáng hơn thì thầy kiểu tôi gì bảo cũng mang. Không mang về, tôi không mang về, tôi sẽ build tùy ý của tôi chỉ nghe anh em góp ý thôi. Tôi chỉ nghe anh em xem góp ý xem ok không đã. Chứ tôi không mua nhá. Chứ tôi không mua ngay. Tominay. Mắt Tominay min. Đó. Tôi sẽ mang về Kante. Một trong những tiền vệ trụ giá rẻ. Đấy, Kante ở đây. Kante mua cộng 1 tiết kiệm. Rồi. Như vậy là mình sẽ mang được một máy quét hạng nặng về. Mua rẻ nó bây giờ cần cầu thủ anh em, bây giờ cầu thủ cộng mo nhiều quá, bây giờ phải còn cầu thủ xịn một tí chứ, ít nhất phải cộng 1. Bí Tabo đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy ký cho em bản hợp đồng Lukaka. 300 tỷ, bây giờ còn cánh bên phải nữa. Cánh bên phải. Mình sẽ chơi ba trung vệ. Giang Torres đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Cảm ơn Giang Torres nhỉ. Em góp ý thầy săn cháu Kalulu 22 UCL, thầy tin em. Thế hết sạch tiền luôn, tí nữa có tiền hứa luôn, tí nữa có tiền. Thế đấy tôi sẽ đưa cháu Kalulu vào tầm ngắm nếu có tiền. Coman. Đó. Ôi trời ơi. Rồi, tôi sẽ mang về Coman. 10.000 đồng. Vẫn mua được cầu thủ mà. Em hỏi, content này với thầy giáo nghèo thì khác gì nhau? Thầy hay giáo... ông? Ồ, thầy giáo nghèo nhá, thầy giáo nghèo nhá là anh em có tiền sẵn luôn. Thầy giáo nghèo là anh em có tiền sẵn luôn, đây không có tiền, đây gọi là không có tiền luôn đấy. Ôi, bây giờ làm sao để bỏ bớt, dần dần bỏ bớt những cầu thủ cộng không đi. Có thể tôi chơi kiểu cày chay, tôi chơi khác rồi anh em kiểu theo kiểu team color, còn tôi thì build theo kiểu là thích nào đang đấy, mỗi người thích chơi một kiểu. Gặp ngay cả bốt luôn mà, người đá anh em, người mà binh ai em mà, người chứ, hiến binh này. Coman một bàn 20k. Fetcher, hãy nhớ cái tên Fetcher. Nope. Ôi trời ơi. Series này tôi sẽ đá lên siêu sao cho anh em xem. Hứa với anh em. Mày bắt. Nope. Nó bắt được thật. Đặt cái lòng rồi. Sổ Ekidia đặt một cái lòng rất đê, nó gọi là mượt mà. Quá mượt mà luôn. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ok. Thầy chỉnh chiến. Ekidia vẫn Coman một bàn 20k nhé thầy. Ok, cảm ơn Việt Thành nhá. Cảm ơn Việt Thành. Hôm một nick này đã chuẩn ra một tuần lên siêu sao. Một tuần lên được cho Tabi 10.000 đồng. Chuẩn đấy.
Coman một bàn 20k, xin cái nhẹ, xin nhẹ 20, xin nhẹ 20. Fletcher Việt Thành đã donate cho Tabi 20.000 quả réo một. Vẫn không ghi được bàn. Quả Fletcher này vẫn không ghi được bàn, tiền đạo cắm này dở thật. Làm tường đó, làm tường thì không được. Đội này bây giờ lên siêu sao, một tuần là lên. Đấy, đội này một tuần là lên. Nick này một tuần lên siêu sao S mà anh em. Chúng ta chỉ cần chăm cầy chay xong chơi sự kiện free ra gói icon rồi mở ra con do béo xương xương thôi là có tiền build đội rồi. Em nói chuẩn không thầy? Em nói chuẩn, hả? Em nói rất chuẩn đấy. Lukaku đang ngồi uống nước chờ đợi thầy ký hợp đồng một bàn 60k. Ngồi một bàn 60k Lukaku cơ. Thôi được rồi, nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ series này ấy, để cho mà nó khác với Win School đi chút ấy, thì tôi sẽ tham khảo ý kiến của anh em thôi. Xong rồi tôi sẽ mua thứ của tôi. Em đẹp trai hơn. Tôi mua thứ của tôi. Tabi 10.000 đồng. Timber đấy, tôi có thêm một hậu vệ nữa, Timber luôn. Hình như thằng này tôi nhớ không nhầm. Tôi nhớ không nhầm thì thằng này nó là tân binh của Arsenal thì phải. Nếu như tôi nhớ không nhầm. Có gì không nhỉ? Còn ok, tôi bổ sung thêm là mỗi qua từng trận thì bổ sung thêm được quả Timber này rồi. Cứ từng trận leo siêu sao. Từng trận một. Khang Bro VIP No 1 cộng 0 một bàn 50k. Ok, nhận luôn. À mấy thằng cộng 0 à, mấy thằng cộng 0 thì chỗ này bây giờ con ta có mấy thằng hậu vệ mà. Ôi trời ơi. Trời ơi. Đã donate cho Tabi 50 đồng. Em tin thầy làm được. Thầy làm được mà Vitabu ơi, thầy làm được mà. Thầy làm được. Không phải đít à? Thằng này không có kỷ niệm cũng đúng mà. Nói cái gì tôi nghe nó không hiểu, kiểu văn lùng củng ấy. Không hiểu gì luôn mà. Ôi trời ơi. Ôi ao trận, ao trận, ao trận, ao trận, ao trận rồi. Ao trận rồi, may quá. Chào thầy, em lần đầu donate. À, mua những cái con nó ít ít khi được xuất hiện trên stream để cho anh em xem cho nó mới. Để vào đây đội hình nó phải như này, đội hình này chơi 4-2-1 thì cho nó cơ bản. Đấy, đã 4-2-1 cho nó nhìn cho nó cơ bản nhé. Đấy, 4-2-1 cho nó cơ bản. Rồi, truy tìm cúp vàng. À, xem nào, tiến độ nhiệm vụ. Đăng nhập 10 phút, nhận này. 008 đã xe nhận lượt này. Tabi 10.000 đồng. Làm con CA 7 đầu tàu đi thầy. Ok ok, nhưng mà làm sao để đi ra? Ơ? À. Ngày hôm nay là ngày em rất buồn, bố mẹ em mới to tiếng với nhau. Cảm ơn Linh chả nhé. Là mẹ đang nấu cơm trong bếp, bố vô hỏi mẹ có cầm 7 triệu của bố không. Bố mẹ to tiếng với nhau, e thấy khá buồn vì số tiền đâu có lớn đâu, trong khi em phải bù 1 triệu mới full sự kiện, em khóc quá. Mình cứ tưởng tôi tệ, tôi cứ tưởng làm sao, tôi đang nghe, tôi nhập tâm, tôi cứ tưởng làm sao ấy. Tôi thật luôn, tôi cứ tưởng bị làm sao mà, tôi nhập tâm mà. Lukaku của em đâu thầy? Lukaku gì anh em ơi, không phải Win School đâu mà Lukaku. Uầy. Rồi, có Tonali, CDM, ngon, có tạm thời, có con Tonali này. Được rồi, ok. Thầy mới kiếm vài tỷ đã thấy vất vả than lên than xuống. Ôi trời ơi. Hello thầy. Mà GTA cầy lòi lon đưa nick cho thầy đi xúc ảo. Có đâu thầy nhẫn tâm ơi, lắm. Có đâu mà tôi bảo anh em là tôi build team nó như vậy đấy. Đó, tôi build team như vậy đấy, anh em được, anh em xem, anh em gửi được thì gửi, anh em đồng ý người ta gửi cho nick lên sóng, anh em bây giờ thì tôi biết ra đâu tôi nói trước rồi mà. Ra Felix luôn, ok. Ra Felix tôi sẽ thay cho quả Fletcher này. Tôi sẽ thay quả Fletcher này, không chịu nổi quả Fletcher nữa rồi. Đấy, bắt đầu dần dần đội hình tôi, anh em thấy không? Đang dần đi hết những cái thằng cộng 1 rồi. Fletcher này. Sao? Cầy chay leo siêu sao. Con vợ này. Ôi, con vợ này gặp tôi trở lại thì xuống hạng mất rồi. À mà cái danh này làm sao xuống được? Cái danh này làm sao mà xuống được? Lên một phát lên siêu sao luôn cho anh em xem. Đấy, một phát lên siêu sao. Full Gen cộng 5 là cái gì mà... Anh em phải tin, đến cái niềm tin mà anh em chả có với nhau nữa thì có nói chuyện gì. Một vài cái động tác giả bếp ba sạc pin tôi bảo chớ quá. Em Hiếu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Uầy, đá bóng đùa. Lại sờ mấp danh, bây giờ lại kêu lại sờ mấp danh. Đồ đá bóng của bóng đấy điểm 10 mà kêu sờ mấp danh, chịu. Thật, bóng vừa rồi thì tôi nghĩ là danh siêu sao không chống được. Không thể chống được bóng rồi, nó chuẩn chỉ quá. Thầy giáo huấn thằng nhỏ Hao Felix của em nhé. Được, quanh nha. Một lốp. Wow, hat trick của Hao Felix.
Uầy, dù ra Felix hat-trick được trong VH4 này. Căng thích nhở. Kinh Sally Coman. Ôi giời ơi. Lại... Thầy cẩn thận lên chuyên nghiệp gặp tôi đấy nhé. Ghê quá nhở, sợ thích nhở. Tonali. Đen. Đen phải chịu. Không có Tonali này không ghê vậy. Nope. Ui, con Tonali ghê nhở, nhìn trong 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 kiểu là được ấy chứ. Thôi thì cứ làm cái 20 công an đã. Cứ làm cái 20 công an cho nó nét. Rồi. Sao mà mình đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Cảm ơn Việt Thành nhá. Trông đá bóng, trông thầy đá bóng sợ chưa? Uầy, trông thầy đá bóng sợ chưa? Của trong đá bóng sợ luôn mà. Bàn thắng này xin phép gửi tặng tất cả mọi người. Là của anh em đấy. Tất cả bàn thắng này là của anh em. Nếu như không biết chỉnh gôn thì xin phép luôn trận này. Quả này coi như thua. Quả này coi như thua luôn. Nếu không chỉnh gôn. Ôi trời ơi. Em Hiếu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Vạn hạt mưa rơi không có hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên. Bàn thắng này nope. Là chưa thể ghi được. Bàn thắng này là chưa thể ghi được nhá. Chưa ghi được. Đó, hẹn anh em ở bàn thắng tiếp theo. Đối để đá hay nhiều hay quạo. Thế mà lúc đầu tiên ra bắt đối bảo cam kết không tay chân miệng, cay chưa? Ôi trời ơi. Em Hiếu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nope. Kia cổ tay lấp lánh các tia. Cái gì ấy? Không thua được, thật sự anh em đã đối này trình đối này không thua được. Không thể thua được. Gì? Nhờ thầy đậu thẻ rồi lại lắc đầu ngao ngán giá như mặt cười. Tham bóng thật sự. Pha này tham bóng, pha này không hề cố tình một tí nào. Pha này không hề cố tình một tí nào. Thật luôn, pha này không cố tình, pha này thật sự là tham. Đó, nó bảo khó bỏ mà. Không, tham bóng. Nhớ cái tên đấy. Rồi, ok. Xong 3 trận rồi. Tôi phải lên một danh nữa. Nên yên tâm anh em là sẽ lên danh nha.